Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin bóng đá cập nhật ngày 25 tháng 6 ở kênh Bóng Đá và Đời Sống. Trong bản tin ngày hôm nay chúng ta sẽ có tin tức liên quan đến huấn luyện viên Kim Sang-sik, đội tuyển U19 Việt Nam, những tin tức về V-League và bên cạnh đó là vòng quay của Euro 2024. Ngay bây giờ hãy cùng bước vào chi tiết bản tin ngày hôm nay. Sếp lớn của bóng đá Hàn Quốc nhắc tên huấn luyện viên Kim Sang-sik, chỉ trích tâm lý xính ngoại. Chủ tịch Hiệp hội huấn luyện viên bóng đá Hàn Quốc Son Dong-sik đã có những chỉ trích thẳng thắn nhắm vào những người đứng đầu liên đoàn bóng đá Hàn Quốc vì quá chú trọng việc tìm huấn luyện viên ngoại. Hôm qua 24 tháng 6, Hiệp hội huấn luyện viên bóng đá Hàn Quốc đã chính thức được thành lập. Đây là tổ chức được lập nên với mục đích giúp các huấn luyện viên trong nước truyền đạt ý kiến của mình một cách hiệu quả đến liên đoàn bóng đá Hàn Quốc KFA và đi đầu trong việc cải thiện chế độ đãi ngộ, bảo vệ quyền lợi của các cầu thủ và huấn luyện viên. Trong ngày ra mắt, ông Son Dong-sik, chủ tịch Hiệp hội huấn luyện viên Hàn Quốc, đã lấy ví dụ về thành công của những huấn luyện viên như Park Hang-seo của đội tuyển Việt Nam, Shin Tae-yong của đội tuyển Indonesia để chỉ trích cách liên đoàn bóng đá Hàn Quốc đang làm việc để tìm huấn luyện viên cho đội tuyển quốc gia. Chúng tôi sẽ trở thành một tổ chức đi đầu trong sự phát triển của bóng đá Hàn Quốc, bảo vệ quyền và lợi ích của các cầu thủ cũng như huấn luyện viên. Sứ mệnh của liên đoàn bóng đá Hàn Quốc là phát hiện và đào tạo những cầu thủ, huấn luyện viên vươn tầm đẳng cấp thế giới. Thế nhưng tình hình bây giờ là gì? Hãy nhìn sang Đông Nam Á, họ hết lòng ủng hộ các huấn luyện viên Hàn Quốc. Việt Nam cũng mới ký hợp đồng với huấn luyện viên Kim Sang-sik. Vậy tại sao những huấn luyện viên đó lại không được công nhận tại chính Hàn Quốc? Các cầu thủ trẻ thi đấu ở châu Âu cũng nhận được sự dìu dắt của huấn luyện viên trong nước thì mới có thể trở thành những cầu thủ đẳng cấp thế giới như hiện tại. Những thành tích như hạng 3 Thế vận hội London 2012 hay hạng nhì FIFA U20 World Cup 2019 là thành tích của những huấn luyện viên nội. Đó là minh chứng cho tài năng của họ. Thật bực bội khi tôi phải chứng kiến liên đoàn đi khắp thế giới để tìm huấn luyện viên. Thực tế đã gần 5 tháng trôi qua, Ủy ban tăng cường đội tuyển quốc gia của KFA vẫn chưa thể tìm được ai dẫn dắt đội tuyển quốc gia. Những người đứng đầu bóng đá xứ Kim Chi đang chịu áp lực rất lớn. Thủ môn Việt Kiều cạnh tranh cực gắt với Văn Lâm và Philip Nguyễn không có cửa. Ở mùa giải năm nay, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh không nhận được nhiều kỳ vọng. Họ bước vào V-League 2023-2024 với nhiều bất ổn. Đội bóng thành phố mang tên Bác không sở hữu các ngôi sao lớn trong đội hình. Huấn luyện viên Vũ Tiến Thành cũng sớm nói lời chia tay với đội bóng hồi tháng 11 năm 2023. Tuy nhiên, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh vẫn biết cách xoay sở và trở thành tập thể rất khó bị đánh bại. Họ nhiều lần cầm chân được những ông lớn, gần đây nhất là chiến thắng bất ngờ trước Công an Hà Nội và cầm hòa thể công Viettel. Phần thưởng cho đoàn quân của huấn luyện viên Phùng Thanh Phương là tấm vé trụ hạng sớm. Có một chi tiết khá ngạc nhiên là cho đến lúc này, hàng thủ của Thành phố Hồ Chí Minh đang sở hữu thông số ấn tượng khi chỉ nhận 26 bàn thua. Họ cùng với Bình Định và thể công Viettel đang là ba câu lạc bộ để thủng lưới ít nhất mùa này tại V-League. Cũng giống như đội bóng đất võ có Văn Lâm, Thành phố Hồ Chí Minh cũng sở hữu người gác đền rất uy tín là Patrick Lê Giang. Nhưng nếu huấn luyện viên Quang Huy của Bình Định sẵn sàng gạch tên Văn Lâm ở một số thời điểm, thì Patrick Lê Giang lại là vị trí không thể thay thế của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Anh bắt chính trong 24 trận vừa qua, phong độ ổn định của thủ môn Việt Kiều này đã đóng góp lớn cho Thành phố Hồ Chí Minh trong việc sớm giành vé trụ hạng. Đặc biệt, những pha cứu thua ngoạn mục của Patrick Lê Giang đã làm nức lòng người hâm mộ, gây ấn tượng mạnh với giới truyền thông. Chính huấn luyện viên Đức Thắng của câu lạc bộ thể công Viettel cũng phải tán dương Lê Giang sau trận hòa không đều cách đây vài ngày. Tôi phải dành lời khen cho cậu ấy. Patrick Lê Giang đóng góp lớn cho thành công của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, xứng đáng là thủ môn hay nhất mùa giải V-League 2023-2024. Cậu ấy thiệt thòi vì không được gọi lên tuyển, nhưng bóng đá không có chữ nếu. Bạn ấy về đội bóng phù hợp nên đã có cơ hội thể hiện tốt khả năng. Patrick Lê Giang thì độ ổn định đến mức đã làm lu mờ hoàn toàn cái tên nặng ký như Văn Lâm hay Nguyễn Philip trong cuộc đua giành danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất. Cả hai thủ môn của tuyển Việt Nam đều có thời điểm xuống phong độ, thậm chí mắc sai lầm ngớ ngẩn, nhưng Lê Giang lại luôn giữ được sự tập trung cao nhất. Nhiều người lên tiếng hy vọng anh sẽ sớm được nhập tịch, nhưng đó không phải là quá trình dễ dàng. Đây cũng là mùa bóng đầu tiên mà Lê Giang thi đấu trọn vẹn cho một câu lạc bộ. Ở mùa giải 2023, thủ môn này mất vị trí tại Công an Hà Nội khi Nguyễn Philip xuất hiện. Sau đó anh chuyển đến câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh dưới dạng cho mượn và gắn bó cho đến nay. Hết mùa giải này, Lê Giang sẽ đá hợp đồng với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Anh được nhiều đội bóng ngỏ ý muốn chiêu mộ, nhưng Lê Giang chưa đàm phán với đội nào mà ưu tiên trở về nghỉ ngơi bên gia đình tại Slovakia sau khi V-League 2023-2024 khép lại. Nếu có thể lọt vào đội hình tiêu biểu và được vinh danh là thủ môn xuất sắc nhất giải đấu, đó sẽ là phần thưởng xứng đáng cho tài năng cùng những nỗ lực của Patrick Lê Giang trong thời gian qua. Nhận định trận đấu Nam Định đấu Khánh Hòa, vòng 25 V-League 2023-2024. Chiến thắng trước Hà Tĩnh tại vòng 24 tiếp tục giúp Nam Định vững ngôi đầu, đồng thời duy trì khoảng cách 4 điểm so với đội bóng xếp thứ hai là Bình Định. Mùa giải chỉ còn 2 vòng đấu nữa, nên nếu giành được 3 điểm trước Khánh Hòa ở vòng này, thầy trò huấn luyện viên Vũ Hồng Việt sẽ tạo nên cột mốc mới với chức vô địch lần đầu tiên trong lịch sử đội bóng Thành Nam, bất chấp kết quả của các trận đấu còn lại. Nếu nhìn chặng đường vừa qua,
thì có thể người hâm mộ Nam Định có cớ để lo lắng cho đội nhà, bởi đội bóng Thành Nam luôn gặp khó trước các đội bóng bị đánh giá ở thế cửa dưới. Chiến thắng nhọc nhằn trước Hà Tĩnh ở vòng 24 là một minh chứng tiêu biểu. Trước đó, thầy trò huấn luyện viên Vũ Hồng Việt cũng chỉ có được một điểm trước Hoàng Anh Gia Lai, Sông Lam Nghệ An hay Thành phố Hồ Chí Minh trong diễn biến bị đối phương dẫn bàn. Có thể thấy, Nam Định chỉ chơi được thực sự bùng nổ khi gặp các đối thủ chơi đối công, còn trước những đội bóng ưu tiên phòng ngự, đội bóng Thành Nam luôn bế tắc. Khánh Hòa đang ở đáy bảng nên về lý thuyết, Nam Định cũng có thể đối mặt với khó khăn tương tự. Ở lượt trận vừa qua, đoàn quân của ông Trần Trọng Bình đã có kết quả tích cực khi buộc đội chủ nhà Thanh Hóa phải chia điểm, qua đó cắt đứt chuỗi 9 trận thua liên tiếp. Rõ ràng, khi tiếp đội bóng không còn gì để mất như Khánh Hòa, Nam Định sẽ phải tập trung, dốc hết sức mình để hướng đến một chiến thắng. Nếu không thắng ở lượt trận này, đồng thời Bình Định thắng lợi để rút ngắn cách biệt xuống còn nhiều nhất 2 điểm, Nam Định có thể đối mặt với nguy cơ mất cúp khi ở lượt cuối phải làm khách trên sân của Quảng Nam. Đội bóng luôn ra sân với tinh thần của một đội bóng chiếu dưới và chơi rất tốt trên sân nhà. Trở lại với trận đấu, Khánh Hòa mất gần như hết ngoại binh, đặc biệt là vị trí trung vệ ngoại, nên hứa hẹn sẽ đem đến nhiều khoảng trống hơn cho các tiền đạo ngoại của Nam Định, qua đó có thêm nhiều cơ hội để ghi bàn hơn cho đội bóng Thành Nam. Đến thời điểm này, Rafael Sơn đã nắm chắc danh hiệu vua phá lưới khi đang có 28 bàn thắng, hơn cầu thủ đứng thứ nhì Alan đến 12 bàn. Chỉ đối đầu với hàng thủ yếu nhất V-League, chắc chắn là cơ hội tốt để Rafael Sơn nâng cao kỷ lục săn bàn trong một mùa giải V-League. So sánh về tương quan lực lượng giữa hai đội, hẳn nhiên Khánh Hòa không thể sánh bằng Nam Định. Việc mở cửa tự do nhiều khán đài hứa hẹn sân Thiên Trường sẽ đầy ắp khán giả. Với rất nhiều thuận lợi đang có, chủ nhà sẽ lấy trọn vẹn để đăng quang sớm ở vòng đấu. Đội tuyển U19 Việt Nam tập trung chuẩn bị cho giải vô địch U19 Đông Nam Á 2024. Khác với lần tập trung gần nhất để tham dự giải giao hữu quốc tế tại Trung Quốc hồi đầu tháng 6 vừa qua, lần hội quân này, đội tuyển Việt Nam đã dày dặn về lực lượng với sự tăng cường của một số gương mặt được đánh giá cao về chuyên môn như thủ môn Cao Văn Bình của Sông Lam Nghệ An, hậu vệ Nguyễn Mạnh Hưng của Trường Tư Bình Phước, Nguyễn Lương Tuấn Khải của Huế, tiền vệ Vi Đình Thượng, Nguyễn Hữu Tuấn của Huế, Thái Bá Đạt của PVF, Nguyễn Trọng Tuấn của Bắc Ninh, tiền đạo Nguyễn Anh Tuấn của Phú Thọ. Các cầu thủ này lỡ hẹn ở đợt tập trung trước do bận khoác áo câu lạc bộ chủ quản thi đấu tại giải trong nước. Bên cạnh đó, một cánh chim lạ đáng chú ý cũng xuất hiện trong danh sách được triệu tập lần này. Đó là tiền vệ Hồ Hữu Hưng, hiện đang khoác áo câu lạc bộ Bohemian Praha tại giải vô địch quốc gia của Cộng hòa Séc và từng tham gia đội tuyển U15 và U16 của Cộng hòa Séc. Theo hồ sơ, Hồ Hữu Hưng sinh năm 2006, sở hữu hai quốc tịch Việt Nam và Cộng hòa Séc. Cầu thủ này đã trải qua 13 năm được đào tạo và chơi bóng tại Cộng hòa Séc. Trước khi khoác áo câu lạc bộ Bohemian Praha, Hồ Hữu Hưng đã thi đấu cho câu lạc bộ Slovako từ năm 2011 đến năm 2016 và câu lạc bộ Slavia Praha từ năm 2016 đến năm 2018. Vị trí sở trường của Hồ Hữu Hưng là tiền vệ tấn công và tiền vệ cánh. Theo kế hoạch, đội tuyển U19 Việt Nam sẽ đóng quân tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Ngày 16 tháng 7, đội sẽ lên đường sang Indonesia tham dự giải vô địch U19 Đông Nam Á 2024 với danh sách chính thức được rút gọn xuống còn 23 cầu thủ. Giải vô địch U19 Đông Nam Á 2024 sẽ diễn ra tại Indonesia từ ngày 17 tháng 7 đến ngày 29 tháng 7 năm 2024. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tại mỗi bảng để tính điểm xếp hạng. 3 đội xếp thứ nhất tại mỗi bảng và đội thứ nhì có thành tích tốt nhất trong các bảng sẽ giành quyền đi tiếp vào bán kết. Đội tuyển U19 Việt Nam ở bảng B cùng với các đội tuyển là U19 Lào, Myanmar và Australia. Theo lịch thi đấu, đội tuyển U19 Việt Nam sẽ đá trận ra quân gặp U19 Myanmar vào ngày 18 tháng 7. Tiếp theo đó là lượt gặp U19 Australia vào ngày 21 tháng 7 và gặp U19 Lào vào ngày 24 tháng 7. Kết quả loạt trận rạng sáng ngày 25 tháng 6 của Euro 2024 và lịch thi đấu ngày 26 tháng 6. Lượt trận cuối cùng của bảng B vòng chung kết UEFA Euro 2024 đã diễn ra. Tây Ban Nha đối đầu Albania trong thế đã giành vé đi tiếp sớm. Vì vậy, huấn luyện viên Luis de la Fuente đã bố trí một đội hình dự bị. Thế nhưng Albania không phải là đội bóng xứng tầm với Tây Ban Nha. Bàn thắng duy nhất của Ferran Torres ở phút 13 đã giúp đội bóng xứ bò tót kết thúc vòng bảng với thành tích toàn thắng. Ở trận đấu còn lại, Croatia và Italia đã cống hiến cho người xem một trận cầu mãn nhãn. Croatia vượt lên với bàn thắng của Luka Modric ở phút 55. Sau đó Mattia Zaccani ở phút 90+8 đã mang về một điểm quý giá cho Italia, giúp đội bóng xứ Mỹ ống kết thúc vòng bảng với vị trí thứ hai. Trong khi đó với Croatia, trên lý thuyết họ vẫn chưa bị loại, nhưng khả năng để Luka Modric và các đồng đội đi tiếp cũng là rất thấp. Trong tối nay và rạng sáng mai, những diễn biến ở bảng C và E cũng sẽ diễn ra. Vào lúc 23 giờ, Pháp đối đầu với Ba Lan, trong khi Hà Lan thi đấu với Áo. Còn vào lúc 2 giờ rạng sáng ngày mai 26 tháng 6, những chú lính chì Đan Mạch sẽ đối đầu với Serbia, còn đội tuyển Anh chạm trán Slovenia. Trên đây là những thông tin đáng chú ý trong ngày hôm nay của chúng tôi.
Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên subscribe kênh Bóng Đá Và Đời Sống. Bên cạnh đó là chia sẻ và like video ngày hôm nay. Chúc các bạn có một ngày thứ ba vui vẻ.